Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc áo này cùng với một chiếc túi đeo chéo. Các bạn hãy cùng tô với mình nha. Chiếc túi này thì mình chiếc áo này thì mình sẽ dùng
chúng mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên đây của mình đang có bức tranh một chiếc áo khoác màu nâu cùng với một chiếc túi xách màu đen này. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.